Rồi anh sẽ cưới vợ thôi, yêu mình em không thêm một ai. Và anh sẽ cho em cảm thấy em hạnh phúc khi ở bên anh. Tin anh đi, anh chẳng lừa dối, con tim anh chỉ mình vợ thôi. Anh sẽ đưa em đi dù ngạn mọi nơi. Khắp... chụp ảnh cưới mọi người ạ, đầu tóc nó mù xù lắm thì đến đấy để cho người ta trang điểm ấy. Thì chỗ mình chụp ở luôn ở chỗ gần chỗ làm việc của mình ấy mọi người ạ. Còn tuần nữa thôi mới đi chụp em ạ. Thì mình cũng có hỏi người ta là xem là có lấy kịp ảnh cưới không ấy. Người may là người ta bảo là có mọi người ạ. Nếu mà mình cần cấp thì người ta chắc là vẫn làm cho mình được. Không biết là người ta sửa ảnh như thế nào thôi. Bây giờ hai đứa đi chụp thôi các bạn nhá. Thì có gì mình sẽ bảo mọi người quay cho mình nhá. Hôm nay không có ốc. Ốc bị sốt anh em ạ. Hỏng răng đưa đi được. Nhưng mà sợ nó về tối nó lại sốt đấy. Thôi để cưới, hôm cưới chụp cũng được mọi người ạ. Nó mọc răng nên là cũng rất là thương luôn. Lúc sáng vừa bị sốt xong, bây giờ mình cũng không tắm cho nó đi ấy mọi người. Nó mọc con răng ở dưới này này. Thôi bây giờ mình sẽ let's go. Đấy mọi người ơi, thì hiện tại là mình đang cái chỗ này cái cho bông. Anh nhấc ấy lên em ạ. Nặng lắm. Và cái này mình được xét đầu tiên luôn. Chị biết là cô dâu xinh đẹp. Cô dâu đâu có xíu mọi người. Nhìn cái váy này xinh nhá, như công chúa ấy. Quá, nhiều nặng lắm. Váy chắc phải tầm 20 cân không? Chắc đến 15 cân. Tiền nhà đấy các bạn ạ. Đôi là hoàng tử. Lãng tử hút paper. Lãng tử hút paper. Không lại môi mình đi. Sao lại mình cười ra mình cũng muốn lên đây chụp. Số 40, 456. Số 976. Số 40, 456. Nào, cô đây. Ơ, hôm qua đoạn mở cái ra à? Chụp bông nào chưa nhỉ? Kìa. Cái này em chụp bông nào nhỉ? Đây, lúc này đi. Giữ nguyên nha, quay mặt về phía anh tí. Dạ đấy. Mỉm xinh nha, mỉm xinh em ơi. Nhìn đây đó, đúng rồi, đẹp em nha. Nhìn xuống dưới đất em ơi. Nhìn xuống dưới đất. Đó, quay mặt vào bên trong một tí. Đúng rồi, nhìn xuống dưới đất xong. Đó, cái này nhìn mỉm nữa thôi. Giữ nguyên này, giữ nguyên. Giữ nguyên này giúp em. Giữ nguyên này nha. Giữ nguyên này trở lại nha. Trở lại đây nha. Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây em ơi. Đó, tuyệt vời luôn. Rồi, ok. Giờ vào đi em. Rồi đây em đâu. Rồi xong. Đây. Đi vô. 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 Đ
đây nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây, rồi hất cằm lên tí, không mặt nhìn vào cái mắt của nó, đúng rồi, ok rồi, nhìn phía anh nha, tôi nhìn ra bên này đúng không? Đang chụp ảnh mọi người ạ. Rồi, đi ra đằng trước được không? Tí nữa sẽ quay một cảnh dắt nhau đây này. Đẹp đấy. Tập chân đó. Mới chưa ra rồi. Mấy chừng. Ô, mưa rồi kìa. Thấy nhá, đang chụp ảnh chạy mưa thì tí đó. Xong rồi. Mưa rồi các bạn ơi. Mưa rồi. Bên này, bên phải, bên phải, bên này. Đang đầu thì các bạn ơi. Mưa rồi.
mọi người, hôm nay mình sẽ giới thiệu mọi người một sản phẩm giảm cân. Hiện tại mình đang dùng đó là trà quất bí xanh nha mọi người nhá. Thành phần 100% chất xuất từ bí xanh nha mọi người. Thì đây mình sẽ đọc công dụng cho mọi người cùng nghe này. Đây công dụng của nó là hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, giảm béo, hỗ trợ săn cơ, eo thon dáng đẹp nha mọi người. Bây giờ mình sẽ sử dụng luôn cho mọi người cùng xem này. Đấy thì hiện tại mình đang sử dụng trà cốt bí xanh này, thì một ngày mình sử dụng đều đặn một gói từ lúc mình sinh xong ấy. Thì mọi người cứ hay thắc mắc là tại sao về dáng như vậy, thì mình sử dụng trà cốt bí xanh nha mọi người nhé. Thì mọi người phải trên 3 tháng sau sinh, 3 tháng thì mọi người mới sử dụng được sản phẩm này. Đó, mọi người pha với từng ngày nước, uống trước bữa ăn 30 phút nha mọi người. Đó, rất là dễ uống luôn, như nước ngọt luôn mọi người ạ. Như cái trà bí đao của mình á. Đấy thì bạn nào muốn sử dụng trà cốt bí xanh này thì mọi người có thể liên hệ qua Zalo của mình để được tư vấn nha mọi người nhé. Chúc mọi người sớm về dáng và đẹp da nhé.